có những cảm nhận rất riêng về ngày Tết. Với người này có thể là những kỷ niệm ấm êm bên gia đình, nhưng với người kia cũng có thể là những nỗi niềm nhớ mong, những điều tiếc nuối trong năm cũ. Chương trình Hai Lời Muốn Nói hôm nay sẽ gửi đến khán giả lá thư của bạn Huyền Trang với tựa đề Con Yêu Ngày Tết. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Mùa xuân lại về rồi mẹ ạ. À, con còn nhớ mùa xuân của nhiều năm trước, khi con còn nhỏ, con rất háo hức mong chờ vì khi Tết đến, con sẽ được mừng tuổi, được nhận lì xì. Nhưng càng lớn con càng nhận ra, thêm một mùa xuân là mẹ lại già thêm một tuổi. Những sợi tóc bạc trên mái đầu mẹ như nhiều lên hơn. Mấy ngày nay ra đường con thấy náo nhiệt quá, người người nhà nhà đùa nhau đi sắm Tết. Nhà mình chẳng cần sắm nhiều như vậy đâu mẹ nhỉ. Con không cần đồ mới, không cần những gì trang hoàng lộng lẫy. Con chỉ cần một cái Tết đầy đủ thành viên trong gia đình mình, vui vẻ, đầm ấm và rộn ràng. Năm mới thật thích bố nhỉ. Con nhớ ngày xưa, con chỉ biết Tết là được lì xì, được súng xính quần áo mới. Nhưng bây giờ khi đã lớn, con mới nhận ra Tết chính là lúc cả nhà mình được đoàn viên, là lúc bố không phải đi công tác, bố sẽ ở nhà chơi với con và cả nhà mình sẽ cùng nhau trang hoàng nhà cửa. Nhân dịp năm mới, con chúc bố mẹ sẽ có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Năm mới con hứa sẽ ngoan hơn, chăm chỉ học tập hơn để bố mẹ có thể tự hào về con hơn nữa. Con yêu bố mẹ. Các bạn thân mến, lá thư của bạn Huyền Trang thật xúc động phải không nào? Bài viết giản dị này cũng là lời tâm sự mà nhiều người con muốn gửi đến gia đình mình trong dịp Tết. Thay mặt trực những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị sẽ đón năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!